nó 26 con, nó hơi nhỏ rồi mình đeo cái lớp mình làm vậy các bạn ha, nó hơi nhỏ các bạn thông cảm chút xíu nha. Mấy bạn 21 các bạn làm cũng vậy ha, lớn tuổi rồi, con mắt nó làm nó sẽ cần phải có cái kính lúp chỉ vậy thôi chứ chẳng có gì giấu giếm các bạn hết á. Mấy con ở đây còn nào không, 1 2 3 4 5 còn con nữa các bạn. Đang còn nữa 6 con. Rồi, chúng ta lấy ra 6 con. Đếm coi đủ số chưa. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con, 6 con. Các bạn thấy không? 6 con. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thay thế những con này. Thay thế những con này. Các bạn phải rã những cái bộ xác ra. Các bạn sẽ có những cái con đi chợ, các bạn sẽ thay thế nó. Ở đây mình có rã, lúc trước mình có rã sẵn mấy con. Chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ thay thế nó. Rất nhỏ nên các bạn phải cẩn thận, thật cẩn thận. Ba con. Bốn con. Năm con. Còn thiếu một con. Để mình trả cái mạch khác qua. Các bạn chờ chút xíu. Rồi, chúng ta đủ 6 con. Vậy chúng ta sẽ hàng vô. Vất vả đó các bạn, không thấy. Chúng ta sẽ 6 con, chúng ta sẽ hàng vô. Video này nó dài nha các bạn ha, các bạn phải thông cảm nha. Tại vì nó quá nhiều cái để chúng ta đang nói. Chúng ta sẽ hàng cho.
thật chất ra mình làm cho các bạn xem chứ để cho các bạn không phải nói là mình cắt xén video clip ngưng lại cái hồi nữa lại cái mở lên để xong 6 con không có, mình làm từ con cho các bạn xem luôn, mình làm từ con cho các bạn xem luôn, đó là cái mục đích của mình. Nhưng mà như một số bạn xem video clip nói video clip chỉnh sửa, chẳng có chỉnh sửa gì đâu, thật tài mà làm thôi chứ chẳng có chỉnh sửa gì các bạn. Đó, các bạn thấy không, hàng từng con cực lắm á, không đơn giản đâu á, nhưng mà các bạn phải làm thôi, các bạn kiếm tiền mà. Các bạn làm mỗi con các bạn nên cẩn thận chút ha, để kiếm ra hồi nữa mà không bị rối. Rồi chúng ta ráng đi ha, còn hai con nữa. Các bạn thấy mình làm rất từ từ không, chẳng có một cái máy móc nào mà hỗ trợ đâu, chỉ có con hàng thôi. Cẩn thận nha, nó sai một cái là nó không chạy. Chúng ta đừng có y chúng ta giỏi, có nhiều bạn cứ y mình rành giỏi làm rất lẹ, làm xong hồi không chạy cũng vậy à, cho nên là cứ bình tĩnh mà làm, không y y. Rồi 6 đường lệnh chúng ta làm xong, chúng ta sẽ thử xem. Như vậy thì nếu 6 đường lệnh mà nó chạy thì ok, không thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ tìm được bảo vệ nữa. Ok. Rồi chúng ta sẽ thử lại lần nữa các bạn ha. Rồi, mở điện nha các bạn. Chúng ta sẽ xem lại gì? Dây 3 dây. Cấp điện. 3 dây lóc. Quạt. Đây, ok, mở lại.
chúng sẽ đo von lại ha. Nghe đóng điện nhưng mà có vẻ nó không chạy đúng số volt trong sơ đồ volt. Đúng sơ đồ volt mà vẫn chưa chạy. Vậy chúng ta sẽ dò một cái đường nữa, gọi là đường gì, đường phao, tức là đường báo lỗi ở chân số 21 nó chạy vậy đâu. Chúng ta tắt điện các bạn. Còn chân 21 chân phao có nhiệm vụ gì thì các bạn cần phải đi học, mình sẽ giải thích cái này đó. Còn có đứt hôm nay các bạn xem video mà cảm thấy hay thì các bạn nhớ like cho mình, like và các bạn comment bình luận ở dưới nha các bạn nha. Mình làm những video clip này rất dài, sở dĩ rất dài là gì, đó là một cả một cái gì, một cái sửa một cái bo để các bạn thấy rõ cái vấn đề sửa bo là như vậy, không có mò mẫm, không có sửa mò được, các bạn mò chết. Những cái thợ dạy cho các bạn, những cái thợ mà sửa mà dạy cho các bạn đó là họ dạy sẽ phương pháp sửa ban, mà sửa ban thì sửa cho đặc trị từng loại máy thôi. Như vậy thì các bạn khi mà gặp những cái máy các bạn cần phải phân tích mạch thì các bạn hoàn toàn không biết phân tích mạch, cái đó mới là cái chết người của một người thợ dạy. Các bạn cần phải hiểu được cái này nó đang làm việc như thế nào, chạy ra sao, thì khi các bạn đụng những cái mạch khác các bạn sẽ sửa được. Đó là cái việc rất quan trọng. Chúng ta cần phải đo cái con này, chúng ta sẽ hàn nó vô một chân nào đó của cái vò, nó sẽ đo. Chúng ta cái phần hiểu được cái nguyên lý mạch. Rồi chúng ta sẽ đo xem con này là 470 ohm, 470 ohm mà nó lên tới 40 mấy, vậy là con này bị đứt ha. Chúng ta sẽ tìm một cái con khác chúng ta thay thay 470 ohm, xem 470 ohm con này phải 470, hôm nay có một con để này. Con này 4 đây, chúng ta sẽ thay vô. Các bạn cần phải hiểu những cái con điện trở này trên cái mạch này, con đó nằm ở chỗ đó là nhiệm vụ gì, làm cái gì,
thì các bạn mới có thể là sửa chữa chính xác 100%, chứ còn không thì các bạn sửa mò mẫm là các bạn chết. Mạch chúng ta không có mò mẫm được đâu các bạn. Ok, đây các bạn thấy không, 470 ohm. Đúng chưa, đo trong mạch nó sẽ khác chút xíu, nó lệch mấy chục ohm đi. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ sửa những cái phần bảo vệ rồi 6 đường lệnh rồi, đúng chưa. Rồi chúng ta sẽ cho máy chạy nha các bạn ha. Ok, xem như thế nào. Mở điện. Xem như thế nào, chờ kết quả coi như thế nào các bạn ha. Quạt chạy rồi nha các bạn, các bạn để ý chút xíu, quạt chạy. Sẽ chờ hơi lâu ha các bạn ha, sẽ chờ hơi lâu. Nếu muốn cho mạch chạy liền mà các bạn không có lâu thì các bạn nối tắt cái chân CNS lại, ta sẽ nối tắt chân CNS cho nó lẹ. À, để chạy được các bạn ơi, khỏi cần chạy các bạn thấy không? Ok chưa? Bạn thấy chưa? Như vậy công việc của chúng ta sẽ dễ dàng khi mà các bạn hiểu được cái mạch là các bạn làm. Ok. Chứ còn không thì các bạn sửa hoài mà các bạn không biết chỗ nào hư, con nào hư, hư cái gì. Các bạn thấy như IC công suất mà nổ thì các bạn thấy những cái con điện trở xung quanh của nó banh sát hết. Những chân đường lệnh, những chân bảo vệ banh sát hết. Và các bạn cần phải gì? Cần phải thay thế xong rồi các bạn gắn. À, như vậy, đó là một cái phương pháp sửa chữa. Rất dễ chịu các bạn thấy rõ ràng, rất dễ chịu, không khó. Mình ở chỗ nào mình vậy thì các bạn chỉ cần biết về điện dân dụng là được rồi, chứ không cần, chỉ biết là bắt điện nhà là mình có thể đào tạo cho các bạn thành thợ siêu bo rồi. Tại các bạn thấy, các bạn nhìn sơ cái những cái thợ siêu bo có bạn nào, rất ít bạn nào học đại học đâu, đa số học 12 học trường nghề ra không, chứ đâu có bạn nào lên tới đại học nhiều đâu mà các bạn phải quan tâm. Họ cũng như mình cũng như họ, lo gì chuyện đó. Thậm chí có nhiều bạn đi sửa điện lạnh, điện cơ cũng rất giỏi, họ là kỹ sư hay gì đó chẳng hạn đi, nhưng mà họ bị sa cơ thấp thế rồi họ chuyển, họ làm thợ điện lạnh cũng chuyển bình thường đó. Những người thợ siêu bo có những đứa học lớp 3, lớp 4 trường làng, đâu phải là thợ siêu bo là nó cao siêu, nó giỏi đâu. Các bạn sai lầm vấn đề đó, không cần vấn đề. Các bạn nhìn mình thấy các bạn mình sửa rất cao siêu ví dụ vậy đi, nhưng mà thật sự đó, đây là thói quen cũng bình thường, chẳng gì cả, chỉ phân tích cho các bạn biết. Các bạn nhìn cao siêu giống như một người dân bình thường thấy các bạn nạp ga máy lạnh thì tưởng các bạn cao siêu, nhưng mà thật sự không phải, đó là cái nghề của các bạn làm hàng ngày thì nó quen, nó là như vậy. Ok, rõ ràng thấy không? Rồi như vậy thì chúng ta còn một số phương pháp chúng ta có thể thử, như là cái này